Nội dung bài học gồm các phần như sau: 1. Từ mớ. 2. Nghe bài học. 3. Ôn tập. Bây giờ chúng ta bắt đầu với phần đầu tiên. 1. Từ mớ. Mời các bạn ghi lại các từ mớ trong bài. Hồng hoa. Hồng hoa là hoa hồng. Hồng hoa. Khai. Khai là mở. À, mở cửa hay là hoa nở cũng là dùng từ này. Bái hoa. Bái hoa là bạch hoa, hoa trắng. Hú tía. Hú tía là con bướm. Mì phân. Mì phân là con ong. Xây lại. Xây lại là bay đến. Mời các bạn nghe và đọc lại từ mớ 2 lần. Khi nghe tiếng chuông, các bạn hãy lặp lại theo nội dung vừa nghe. Hồng hoa. Hồng hoa. Khai. Khai. Bái hoa. Bái hoa. Hú tía. Hú tía. Hú tía. Hú tía. Mì phân. Mì phân. Phây lại. Phây lại. Hai, nghe bài học. Mời các bạn dùng tai nghe và tập trung lắng nghe nội dung bài học. Đi chiều khờ. Đi chiều khờ, bài chính. Hồng hoa khai. Hồng hoa khai. Bái hoa khai. Bái hoa khai. Hú tía. Mì phân. Tâu phây lại. Hú tía. Mì phân. Tâu phây lại. Hồng hoa khai là hoa hồng nở, bãi hoa khai, hoa trắng nở, bạch hoa nở. Hú tía là con bướm. Mì phân con ong. Tâu phây lại là bay đến, còn bay đi là phây chữ. Mời các bạn nghe và đọc lại bài học 2 lần. Hồng hoa khai. Hồng hoa khai. Bái hoa khai. Bái hoa khai. Hú tía. Hú tía. Mì phân. Mì phân. Tâu phây lại. Tâu phây lại. Ba, ôn tập. Một, bổ sung thanh điệu vào câu. Các bạn tập trung nghe đọc 3 lần và điền thanh điệu vào câu sau. Bắt đầu. Ôn tập lần 1. Hồng hoa khai. Bái hoa khai. Hú tía. Mì phân. Tâu phây lại. Hồng hoa khai. Lần 2. Hồng hoa khai. Bái hoa khai. Hú tía. Mì phân. Tâu phây lại. Lần 3. Hồng hoa khai. Bái hoa khai. Hú tía. Mì phân. Tâu phây lại. Tìm từ thích hợp thay thế vào chữ X. Các bạn có 2 phút để làm bài tập này. Bắt đầu. Thank you.
Sau khi học xong bài học ngày hôm nay, các bạn hãy tìm bạn bè cùng thực hành ngay. Nếu như không có bạn cùng học thì các bạn có thể tham gia vào group Facebook này để cùng chúng ta cùng học tập và chia sẻ. Chỉ có thực hành là phương pháp tốt nhất để chuyển kiến thức của người khác thành bản thân mình. Và cuối cùng, mong các bạn dành ít phút để đăng ký, like cũng như chia sẻ hoặc gửi mail và nhận xét như cần. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Zaijian.